Trịnh Thăng bình nhận phản ứng trái chiều khi bên vực Hiền Hồ và Hang Seo Hee. Không chỉ bên vực Hang Seo Hee, người này còn từng công khai giúp đỡ Hiền Hồ. Hiền Hồ, Hang Seo Hee, hai sao nữ đến từ hai quốc gia Việt, Hàn, vốn không có sự liên quan bởi một người là ca sĩ, người còn làm diễn viên. Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, cả hai lại có điểm chung là từng vướng vào ồn ào tiểu tam. Trong thời gian vừa qua, khi Hang Seo Hee đang nhận về ý kiến trái chiều vì hẹn hò với Ryu Jung Jae, Trịnh Thăng Bình lại bày tỏ sự yêu thích, mến mộ dành cho nữ diễn viên. Anh vẫn thích em và càng thích vì tính cách của em. Dù cư dân mạng đã để lại bình luận tiêu cực về sự thiện cảm của nam ca sĩ dành cho Hang Seo Hee, anh cũng là fan như tụi em, xem phim anh thích lắm. Còn chuyện đời tư của người ta anh không dám ý kiến vì chắc gì những gì tụi mình biết đã là sự thật đâu. Nên thôi vẫn xinh đẹp và đóng phim hay nên anh vẫn cứ thích thôi. Không dừng lại ở đó, anh còn bày tỏ sự tiếc nuối khi biết tin Hang Seo Hee hẹn hò với Ryu Jung Jae, người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng mê. Mới cách đây 3 ngày anh vừa tâm sự với đứa trợ lý em vừa vươn lên vị trí nữ thần số 1. Thôi thì chúc em hạnh phúc nha Hang Seo Hee. Về phía Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình chính là nghệ sĩ hiếm hoi công khai việc ủng hộ nữ ca sĩ tái xuất làng giải trí sau ồn ào anh em nương tựa diễn ra vào đầu năm 2022. Đặc biệt tại đêm nhạc đầu tiên của Hiền Hồ hậu lùm xùm tình ái, Trịnh Thăng Bình còn xuất hiện và góp giọng hỗ trợ cô nàng biểu diễn trên sân khấu. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn sắp xếp thời gian để lên lịch đi ăn, trò chuyện với Hiền Hồ và đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Sau khi hình ảnh của Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ được công khai, rất nhiều khán giả đã tuyên bố quay lưng với nam ca sĩ. Trước sự việc này, anh khẳng định bản thân và người đẹp sinh năm 1997 chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp vô tư. Sau một ngày im lặng vì scandal này, Trịnh Thăng Bình đã lên tiếng về vụ việc. Nam ca sĩ cho biết, anh tục follow thì biết đâu sau này ra nhạc mới hay các bạn thương các bạn quay lại. Chứ tục bút không làm nhạc nổi, không có bài mới. Các bạn ra đi mãi mãi. Động thái này của nam ca sĩ bị cho là cực bất ổn, đùa cợt, thách thức công chúng. Trước đó, cả hai được dân mạng bán tín bán nghi cho rằng đang có chuyến du lịch tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn khi cùng check-in tại một khu trượt tuyết ở Hàn Quốc. Sau đó, Trịnh Thăng Bình chính thức lên tiếng nói rõ tin đồn hẹn hò Hiền Hồ khi cả hai bị soi đăng ảnh trượt tuyết ở Hàn Quốc cùng thời điểm. Trịnh Thăng Bình cũng cho biết thực ra anh và EKIV của nữ ca sĩ đang có lịch hẹn gặp gỡ ăn mừng. Cả hai cũng dự định bàn về những dự án trong tương lai nhưng chưa biết sản phẩm nào và khi nào ra mắt. Vì thế, nam ca sĩ mong mọi người đừng suy nghĩ và đồn đoán họ cố tình gây chú ý để PR cho sản phẩm nào đó, bởi tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nhận xét của Trịnh Thăng Bình về hai ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Hôm nay là hai bạn producer Hàn Quốc qua bên mình âm. Với lại chị Harry thì trở về chị Harry thì cũng chị bất ngờ với em quá. Chị nói lại không phải em hả rồi. Chị bất ngờ với em quá chị trời ơi em. Em rất là dữ á kiểu vậy đó. Ừ đó. Thì hôm nay thì mình chuẩn bị có sức tình thu cho chị Harry. Thật ra mình cái clip này thì đặt ra là mình làm đi. Để mình cảm thấy là mình hạnh phúc. Thì chị qua thì mình khen cái công ty của mình. Đó mình vậy thôi đó. Cảm ơn chị yêu là chuẩn bị ra bên này.